Ok, thì hôm nay mình sẽ dẫn anh em một cái link case. Nó cũng hơi khó đối với mấy bạn mới, nhưng mà với mấy anh em từ 6 tháng cho tới thôi nôi thì mấy anh em dạo này trình độ khá là ghê. Cho nên là mấy cái link như này thì anh em thấy cũng bình thường thôi. Kênh mình thì dạo này hơi giảm tương tác, cho nên là nếu mà được thì anh em bấm vào nút like và subscribe để ủng hộ kênh. Tại vì like nhiều thì YouTube nó sẽ có cái thuật toán, nó sẽ đề xuất video tới với nhiều bạn hơn. Ok, thì cái link hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đầu tiên để làm được cái linkage này, anh em sẽ làm một cái kỹ thuật có tên là Traditionic. Thì thường là chúng ta sẽ làm Traditionic ở trên cái vị trí này. Đó, nhưng mà ở trong cái linkage này thì mình cần anh em làm từ dưới ngón út lên. Chúng ta sẽ làm từ ngón út lên trên ngón áp út với lại ngón giữa như này. Sau khi Traditionic lên rồi thì anh em sẽ đụng cái ngón trỏ vào cái thân bút như này. Sau đó các bạn sẽ thả cái ngón giữa ra, đồng thời là cái ngón út sẽ hơi cong xuống. Và tiếp theo các bạn sẽ hơi bắt chéo cái ngón trỏ và cái ngón áp út để chúng ta chết cái đầu bút sang một bên như này. Và chúng ta sẽ thẳng cái ngón út lên để chuyển cái bút xuống dưới. Tiếp theo anh em sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật cơ bản, đó là pass. Thì anh em sẽ pass từ dưới ngón út, pass lên trên ngón áp út với lại ngón giữa như này. Và anh em sẽ làm một cái kỹ thuật nâng cao có tên là middle back. Kỹ thuật back around thì mình đã làm video hướng dẫn rồi, anh em có thể xem lại. Cái middle back thì đơn giản là nó chỉ việc thay cái ngón trỏ thành cái ngón giữa thôi. Bình thường khi mà chúng ta middle back xong thì lúc nào cái ngón út nó cũng sẽ nằm ở bên dưới cái thân bút. Nhưng mà trong cái linkage này anh em sẽ dở cái ngón út ra ngoài như này cho mình trước khi chúng ta làm middle back. Thì khi mà chúng ta middle back xong thì cái ngón út nó sẽ nằm ở bên trên cái thân bút như này. Và anh em sẽ hạ cái ngón út xuống để chuyển thẳng cái cây bút xuống dưới ngón út luôn. Sau khi chuyển xuống ngón út rồi thì chúng ta sẽ lật ngang cái bàn tay qua. Và anh em sẽ dùng ngón trỏ với ngón cái anh em bóp vào cái đầu bút như này. Bóp vào cái đầu bút và anh em sẽ thả cái ngón út ra. Tiếp theo thì anh em sẽ hất cái đầu bút bên kia lên. Lật ngửa cái tay ra. Và lại hất lên, hất về phía mặt của các bạn. Và lại lật ngang cái tay qua. Lại hất lên, lật ngửa ra. Lại hất về phía mặt của các bạn. Và anh em lặp đi lặp lại cái động tác đó thì nó sẽ được như này. Đó. Anh em làm tầm khoảng 2-3 lần thì tới cái lần cuối cùng chúng ta sẽ không có ngửa hoàn toàn cái tay ra mà chúng ta sẽ hơi nghiêng nghiêng. Và chúng ta sẽ hơi co cái ngón út lại để cho nó hở ra một cái khoảng trống như này. Thì anh em sẽ đặt cái thân bút vào cái khoảng đó và chuyển cái bút xuống dưới ngón út luôn. Cuối cùng thì anh em sẽ làm một cái kỹ thuật có tên là nail sonic. Bình thường thì anh em sẽ nail sonic từ cái ngón trỏ lên, nhưng mà lần này anh em sẽ nail từ cái ngón út, nail thẳng lên trên luôn. Mình sẽ nhắc lại toàn bộ cái linkage cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên chúng ta sẽ traditionic lên, dùng ngón trỏ đặt vào cái thân bút, thả cái ngón giữa ra, chuyển cái cây bút xuống dưới ngón út như này, pass lên middle back. Nhưng mà trước khi middle back thì chúng ta sẽ hơi đưa ngón út ra ngoài. Và chúng ta middle back xong thì cái ngón út nó sẽ nằm ở phía trên của cái thân bút. Thì chúng ta sẽ hạ ngón út xuống để chuyển cái cây bút xuống dưới ngón út luôn. Lật ngang cái tay qua, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp vào cái đầu bút và chúng ta sẽ hất cái đầu bên kia lên, lật ngửa cái tay qua, hất về phía mặt của chúng ta, làm liên tục như vậy 2 lần 3 lần gì đó. Sau đó các bạn sẽ chuyển cái bút xuống dưới ngón út như này, nail sonic lên, chụp lại, kết thúc cái linkage. Thì mình sẽ ghép combo thử cho anh em xem. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong một cái linkage mà mình thấy là nó cũng hơi khó đối với mấy bạn mà mới chơi. Nhưng mà nó cũng hơi dễ đối với mấy bạn mà chơi cũng tầm một thời gian rồi. Thì nếu anh em cảm thấy hay và bổ ích thì bấm vào nút like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Và hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau.